Ok, hello xin chào các bạn. Mình là Nguyễn Giang, mình sẽ làm một video TikTok mini của phần 3. Cục Ruby luôn, mình nói có sai đâu. Wow, cục nghìn đô. Cục này là cục một. Ra một nghìn đô là tương ứng với cả 23 triệu đấy. Ok. Đây, mình có thể đào được gì? À, TikTok mini phần 5. Nó nhầm á. TikTok mini qua phần 5. Chết luôn à. Rồi. Đó, mình chả hiểu luôn. Giờ này chắc là lại chỉ bước vào bí quyết thôi. Ok, nằm luôn. Đấy, không sai mà. Tiếp luôn nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn thấy vậy cho mình like, share và đăng ký. Nhớ vào cái chuông để đến đón cho những video mới của mình nha. Ok, xin lỗi ạ. Chế độ sáng tạo, chế độ nhiều người, ui chế độ sinh tồn, ui chế độ đánh boss, ôi wow. Rồi xong căn nhà. Khổ rồi. Trời ơi. Tôi tưởng là ta không đi bước cái bờ này rồi. Nhưng mà cái hình ảnh hơi mờ, hôm qua mình chuyển sang chỗ khác nha. Ok, video này kết thúc. Mà nếu bạn nghe bây giờ cho mình một like, share, đăng ký. Nhớ bạn ấy chuông để đón tiếp những video của mình. Và hẹn bạn những video nha. Tiếp theo.